tiến sĩ có chia sẻ rằng là nếu như chúng ta bị nhiễm khuẩn, tức là trường hợp bị nhiễm khuẩn đúng không ạ, thì chúng ta mới nên sử dụng kháng sinh. Còn những trường hợp còn lại chúng ta có thể điều trị bằng các phương pháp khác. Thì rõ ràng ở đây là những cái phương pháp khác ạ, thì chắc chắn là quý thính giả sẽ rất là quan tâm. Vậy là liệu có cách nào chúng ta chữa được cái viêm thanh quản tại nhà mà không cần dùng đến thuốc không, thưa bác sĩ? Vâng, trong những trường hợp mà những cái viêm thanh quản cấp mà chúng ta do virus, ví dụ do chúng ta bị đi nhiễm lạnh này, cảm lạnh này, sau đó chúng ta bị viêm họng rồi viêm thanh quản, và cái này là do virus, thì hoàn toàn ví dụ như là những biểu hiện virus như là chúng ta có thể cũng có đờm họng, đờm như thường là những cái đờm trong, và cái đau họng thì nó cũng cũng không nhiều và nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Vâng, thế và hoặc là một số các cái như là chúng ta lạm dụng giọng nói, thế hoàn toàn thì chúng ta không cần phải dùng kháng sinh và chúng ta có thể điều trị. Thế thì là cái điều trị này nó cũng điều trị thì nó cũng tùy theo các cái nguyên nhân, ví dụ như virus thì chúng ta không phải dùng này, cái lạm dụng giọng nói thì chúng ta cũng không cần phải dùng kháng sinh, nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể phải sử dụng một số các cái loại thuốc, những cái thảo dược hoặc là những cái có sẵn ở trong, thì trước tiên thì chúng ta phải loại trừ nguyên nhân, ví dụ chúng ta la hét thì chúng ta phải dừng ngay những cái chuyện đó đi, hoặc là những cái virus thì chúng ta cũng cố gắng là giữ ấm này, tránh bị lạnh này, rồi là trong những trường hợp như là do cái dạ dày trào ngược thì chúng ta phải điều trị cái dạ dày trào ngược đi để nó không đưa ra các cái dịch vị lên nữa, hoặc là chúng ta không nên sử dụng rượu bia, thuốc lá, vì những cái đó nó là cái tác nhân mà nó làm cho chúng ta gây viêm, thì chúng ta phải phải hạn chế những cái tác nhân gây viêm đi. Thế và bên cạnh đó thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một số các các cái loại mà tại nhà có thể sử dụng, ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng như là cái quả kha tử. Chúng ta biết là kha tử cũng là một vị thuốc của y học cổ truyền, nó có cái tác dụng rất tốt trong cái làm xe cái niêm mạc này, nó tiêu viêm này, tiêu đờm này, và chống viêm họng. Vâng, thế và chúng ta có thể ngậm sử dụng, chúng ta nhậm, chúng ta nhai và chúng ta nuốt. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng tùy theo cái mức độ, ví dụ như là trà chanh muối. Vâng, chúng ta pha một ly trà nóng, xong rồi chúng ta cho cái nước cốt chanh vào và một chút muối vào, chúng ta hòa lên, chúng ta ngậm và chúng ta ngậm lâu và chúng ta nhổ đi, và chúng ta sử dụng thường xuyên như vậy cũng có thể cải thiện được. Hoặc là chúng ta sử dụng những cái rất là thông thường ở trong nhà, những cái quất trưng và những cái quả quất sạch, chúng ta rửa sạch đi, và chúng ta có thể dùng cả quả quất đấy chúng ta hấp với cả mật ong. Vâng, hấp mật ong và trưng lên cách thủy cũng có thể được, thì là chúng ta sẽ được có một cái loại dung dịch mà có thể được, vì chúng ta biết được là mật ong nó là một trong những cái loại thuốc của y học cổ truyền, nó có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm rất là cao, và nó sẽ làm liền các cái vết thương. Nên là chính vì vậy khi sử dụng mật ong này lại kết hợp với quất, để chúng ta biết quất, trong quất thì thứ nhất là nó có các cái vị chua, nó có tác dụng để tiêu đờm, thanh nhiệt tiêu đờm, và thứ hai nữa là cái vỏ quất là trần bì thì nó cũng có những cái tinh dầu, và cái này nó cũng có tác dụng tiêu viêm và tiêu đờm rất tốt. Hoặc là chúng ta sử dụng chanh gừng muối, và đặc biệt là trong những trường hợp mà chúng ta bị cảm lạnh ấy, thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp chanh gừng muối, chúng ta pha nước gừng sau đó thì thêm chanh và muối vào, và chúng ta có thể uống ngậm hoặc là uống, thì những cái này, và chúng ta dùng chanh, chúng ta có thể dùng cả cái vỏ chanh để giúp cho nó có cái tác dụng tiêu viêm và trừ đờm rất là tốt. Vâng, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái loại giá đỗ. Chúng ta biết là giá đỗ, trong giá đỗ thì nó cũng cung cấp rất nhiều các dinh dưỡng này, nó cung cấp các cái chất dịch, nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc tiêu viêm, và nó cung cấp các vitamin, nó cũng tác dụng làm dịu cái viêm và cái niêm mạc nó đang bị tổn thương. Vâng, hoặc là chúng ta có thể dùng tỏi. Chúng ta ở nhà, trong gia đình thì mỗi gia đình chúng ta cũng đều có những dự trữ những cái tỏi để chế biến các thức ăn, thì đấy cũng là một trong những cái loại thực phẩm mà chúng ta có thể để chữa được viêm họng, đặc biệt là trong những cái viêm họng do cảm cúm, mà thì cái sử dụng tỏi dưới nhiều hình thức như là tỏi sống này, rồi tỏi ngâm giấm này, tỏi ngâm rượu này, hoặc tỏi nướng thì hoàn toàn đều có thể được. Hoặc là chúng ta trong những trường hợp cảm lạnh, chúng ta có thể nướng củ gừng lên và chúng ta hòa ra nước và có tí muối và chúng ta uống, đấy cũng là một trong những cách. Và y học cổ truyền cũng còn có những cái loại như là cái rễ cây giải quạt. Vâng, cây giải quạt cũng là một trong những vị thuốc y học cổ truyền và cũng được sử dụng rất nhiều. Cái này thì chúng ta cũng có thể sắc lên uống này, hoặc là chúng ta cũng có thể là giờ cắt lát đi và chúng ta ngậm. Cái này nó có cây giải quạt, nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc tiêu viêm trừ đờm rất là tốt, nên là chính vì vậy cũng được sử dụng rất nhiều trong những cái bài thuốc của chữa viêm họng. Như vậy chúng ta thấy được là bên cạnh những cái việc mà chúng ta phải điều trị các cái nguyên nhân, thì chúng ta ở tại nhà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái này để giải quyết được những các cái tình trạng như là các cái viêm thanh quản. Vâng.